Tất cả mọi người, hôm nay là cuối tuần nữa rồi mọi người ơi. Đến cuối tuần thì mình mới có dịp để có thời gian để quay clip cho mọi người xem ha. Hôm nay mình với Bích Trâm sẽ quyết định là đại chiến với cái mâm hột vịt lộn này nha mọi người. Ở đây là tổng cộng là 70 trứng nha mọi người. Bây giờ đã chia ra làm đôi là mỗi người 35 trứng ha. Mâm chà bá đợi mọi người. 4 8 10 14 18 20 24 28 30 34 35 rồi còn có Bích Trâm 35 trứng để các bạn đây. Hôm nay mình với Bích Trâm sẽ đại chiến với cái số hột vịt lộn này nha mọi người. Cái này là muối tiêu dùng để ăn hột vịt nha mọi người. Hôm nay mình sẽ thi đấu trong vòng 20 phút. Ai ăn hết hoặc là ăn nhiều nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Được chưa? Và phần thưởng cho người giành chiến thắng hôm nay chính là 500k. Thì sao? Nhóm này thắng nổi không? Chắc được đó, chắc thắng được. Nhiều. Thắng nhiều hoài cũng mình cũng ngại các bạn. Lâu lâu cũng phải thua chứ không lẽ thắng hoài sao trời? Ai biết chưa? Bây giờ mình sẽ bấm đồng hồ để tính giờ 20 phút nha mọi người. Mọi người xem thử xem ai là người chiến thắng nha. Đồng hồ đã bắt đầu chạy nha mọi người. Cái mâm này mình để đựng vỏ nha Trâm. Để xích qua. Cái này với rau ăn kèm để thôi, nó ngán lắm mọi người ơi. Dắt chanh vô muối tiêu ha. Đó, nhìn hấp dẫn quá Trâm ơi. Hôm nay gán lấy 500k chứ bình thường thi ăn uống là mình thua Trâm không à mọi người ơi. Cái gì chứ ăn mình giỏi lắm mọi người ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Xin mời. Mọi người cùng coi ăn hột vịt lộn nha. Rồi cái trứng này nó không ngon rồi. Trứng này nó bị giữa rồi mọi người ơi. Xin mời mọi người ha, con trứng này nó bị giữa rồi, nó không có được ngon không nè. Mà nó kêu các bạn hột vịt lộn. Trứng bạn có bị gì không? Nó hơi như trời. Nó như mấy cái hột vịt bình thường. Trứng hai đó hả? Tự chấm. Mình đang có là từ tốn ngồi đột nè. Tại trứng nó không ngon thôi, trứng này ngon à. Đó theo Trâm nè. Trứng này ngon rồi mọi người. Sao mình bóp trứng này hấp dẫn. Cái gì ăn ở là làm sống tốt đó nên là trứng này mình cũng ngon. Mọi người ăn nhiều nhất là mỗi lần là bao nhiêu trứng? Bữa nay mình thử sức mình coi mỗi lần ăn được bao nhiêu trứng rồi. Mình đã từng ăn được khoảng 10 trứng à. Bữa nay thử sức coi. Ăn đồng trắng luôn nha. Cái trứng này nó ngon, nó ngon lắm.
không biết có ăn hết 50 trứng giống như chị Nga Sô Mô không á mọi người. Đây chỉ có 35 trứng thôi. Ngon cam. Ngon. Wow. Nguyên trứng lắm mọi người. Thôi thịt lộn ăn với muối tiêu chanh là hết bàn nha mấy bạn. Cái bộ chắc châm thua quá. Cái việc tăng tốc lắm kìa. Hãy cố gắng phục hồi qua. 5 phút 23 giây rồi. Cái này mình ăn luôn cái chồng trắng thì nó rất là mỏi miệng mọi người. Nhai nó mỏi miệng. Mình hàm mình cũng được gọi là hàm yếu mọi người, ăn rất nhiều cực, hàm cũng rong á, yếu. Này cậu bộ quyết tâm cao dữ ha. Rồi hả, quyết tâm à. Trứng thứ 7 rồi mọi người. Trứng trứng nha mọi người. Cái gì? Trứng trứng. Mà hay là gì dữ vậy? Ngon hả? Đó. Hồi đếm cái còn lại là biết cái gì. Ừ, hồi đếm cho trứng là biết. Tăng tốc lắm rồi mà sao kỳ vậy? Tại gà là sẽ gà thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chừng nào ông chăm nó đủ tuổi cho nó đi thi ăn à. Ngon lắm. Muốn xe tàu chở cái gì? Xe cẩu chở cũng không nổi. Hay dữ quá. Gần 8 phút đã trôi qua. Có ai có muốn bỏ cuộc không?
một không khí im lặng đáng sợ, tập trung chuyên môn. Nhúng vợ xuống. Thấy cũng no no rồi mọi người ơi. Chị màu cà sát áo giờ phải gác thôi chứ sao giờ. Thôi bỏ cuộc đi. Đúng rồi. Thôi hả? Thôi hả? Nghe đúng hả? Mấy mấy chút mày mấy chứ. Cũng cả chút chứ. Mất cuộc hả? Rồi. Ừ. Thêm nữa. Một trứng à. Thêm nữa rồi. Thôi hết nổi rồi. Ngồi ngỡ ngỡ lắm mà. Thôi hắn nhiều quá cũng ngại luôn rồi. Ừ. Ừ. Cũng đã hắn hoài ra. Thì mình ăn này dở nữa nè. Ăn thì dở nhá. Ừ. Nó bỏ cuộc rồi mọi người, mà mình lỡ đạp cái trứng này mà lâu rồi. Nó ăn trứng rồi chiều khỏi ăn cơm luôn. Ngon quá trời luôn. Chắc cỡ năm nữa mình cũng không ăn hộp vịt lộn đâu nghe mấy bạn. À ngán à, ám ảnh quá, bị bội thật. Ngán phân đấu ăn 50 trứng trong như người ta nha. Chừng tối mình còn mới hộp vịt lộn nha mấy bạn. Rồi tổng kết coi ăn được nhiêu, kiếm số hộp còn lại kìa. Mấy 11 phút rồi, trong dính rồi. Để mà 2 4 7 9 11 13 15 10 7 19 21 23 23 trứng nha mấy bạn. Ăn nhiêu trứng? 35 trừ 23 35 trừ 23 còn 80 trứng. 35 trừ 12 trứng nha mấy bạn. Đếm nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 23 đều phải không? Ăn kìm trứng nữa thắng. Ủa? Chưa hết giờ, mới có 13 phút rồi mọi người. Hai cái bỏ cuộc. Sao vậy? Làm sao vậy? Thiệt là vô nghĩa nha mấy bạn. Hai biểu bỏ cuộc chị. Mình cũng bỏ cuộc rồi nên là thôi. Nãy người ta cho thời gian là 20 phút đúng không? Dừng. Dạ. Mới có 13 phút rồi mọi người. Thật sự mới 13 phút rồi. Chưa hết giờ nên mình vẫn còn thời gian ăn. Hay là bụng mình xuống mình có nên ăn tiếp mọi người. Tuyên bố bỏ cuộc rồi, ai cho ăn tiếp. Mình cũng không ngờ mình ăn nhiều hơn dự mình luôn á. À, như vậy là phần hưởng người hôm nay là được về ta. Chăm chăm ta. Đúng là mùi tiền như vậy nhưng mà tiền của người ta. Thắng rồi mọi người.
lần đầu tiên Hy ăn với 100 mà mình thắng nè mọi người. 500k quá đã, quá đã. Không sao, lần sau mình cũng sẽ phục thù, không sao hết. Tại vì thắng hoài mình cũng thắng nhiều rồi, nên là lần sau mình sẽ thắng nhiều. Chưa chắc đâu, lần sau thì ăn trứng tiếp nè. Thôi. Thì ăn trứng nữa là mình tự nguyện trao giải cho Dượng luôn nha mọi người. Mình ám ảnh lắm rồi. À, nghe trong bữa cuộc sớm quá. Phải yếu quá à, biết sao giờ mọi người. Có cố gắng cũng đâu có được nữa. Rồi, như vậy thì cuộc chiến hôm nay đã phân thắng bại rồi ha. 31 bất gái vậy nghe chưa. Lần sau mình cũng sẽ gái như vậy. Đâu có ai mà thắng hoài được đúng không? À, phải có khi thắng khi thua đó. Đúng rồi, lần sau mình sẽ thắng lại nha. Rồi như vậy thì clip của tụi mình đến đây là hết nha mọi người. Rồi, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Mọi người yêu thích thì hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ cho nhóm của chúng mình nha. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt các bạn.